công, thành công, đại thành công. Nếu như đoàn kết về không, nó sẽ bùng bế thành công về trời. Từng câu, từng chữ, từng lời Bác Hồ để lại lúc người ra đi. Vĩ nhân một bậc tiên tri tặng lại báu vật trước khi về trời. Hai từ đoàn kết đời đời, dân tộc mãi mãi muôn thời khắc ghi. Bao năm nó trốn bỏ đi, nguyên nhân chính cũng tại vì quan tham. Không chung đường với tà quan, nên nó trốn khỏi giang san về trời. Nay lò Bác Trọng ra đời, lò được biệt phái đi mời về ngay. Lò Bác Trọng thật giỏi thay, mời được báu vật về ngày dương trần. Vì vận nước đã xoay vần, lòng dân y đảng càng gần bên nhau. Nhà thơ Thanh Tịnh có câu, luôn được lưu giữ trong đầu người dân. Cho dù dễ đến vạn lần, không dân cũng chẳng mẩn nên chuyện gì. Khó vạn lần đến tức thì, toàn dân lo liệu khó gì cũng xong. Dân và đảng phải một lòng, đảng luôn theo ý, theo lòng của dân. Chẳng cần gì phải phân vân, thành công thắng lợi toàn phần quốc gia. Rất mừng đường lối đảng ta, lắng nghe tâm nguyện dân ta thời này. Đảng đã thực sự đổi thay, đặc khu kinh tế dừng ngay tức thì. Một sự thay đổi diệu kỳ, lấy dân làm gốc sẽ đi đúng được. Dân và đảng phải chung thuyền, tình đoàn kết sẽ gắn liền với nhau. Đó là bí mật thâm sâu, ta cùng giải mã những câu nói này. Khóa mới Quốc hội tới đây, đảng đã theo ý tỏ bày lòng dân. Chấp nhận đại biểu dân cần, Liễu Bình Nhưỡng sẽ có chân khóa này. Mong bộ chính trị an bài là người ngay thẳng, bậc thầy đấu tranh, để tìm ra kẻ gian manh, những tên chua tể rừng xanh quan trường. Ngài có quan điểm cương thường, với lũ ba phải vẫn thường xảy ra. Ngài là một bậc tài ba, là một chính khách nhìn xa thưa tầm. Tâm Ngài trong sáng muôn phần, đấu tranh quyết liệt chẳng ngần ngại chi. Những màn tranh luận diệu kỳ, vạch mặt những kẻ giấu đi sai lầm của bọn giã dối lương tâm, liêm sĩ nhân phẩm bị ấm mất rồi. Biến thiên tha hóa suy đổi, thầy tú đội lốt để ngồi ngôi cao. Ngài đã làm chúng lao đao, bởi vì chúng mắc biết bao sai lầm. Trắng đen chúng cũng bất phân, người dân thực sự rất cần đến ông. Nhân tài xin chớ bỏ không, nên phải trọng dụng cho non sông này. Liễu Bình Nhưỡng một nhân tài, mong bộ chính trị an bài cho dân. Là người dân thực sự cần, mong bộ chính trị vì dân tộc này. Nhiều đại biểu của thời nay, ba phải bảo thủ ngay trên nghị trường, ngồi chung trên một con thuyền với bọn phản tặc biến thiên thời này. Quyền hành tháo túng trong tay, Phùng Xuân Nhạ đó thời nay lộng quyền. Một tư duy quá tầm thường, cùng hai thằng giặc lạc đường bảy hai. Người dân nhìn nhận không sai, đó là hai kẻ bảy hai chờ cờ. Vòi chúng đã rước dày mồ, khác chí Nguyễn Ánh phản đồ tổ tiên. Một thằng thì đứng chủ biên, chủ tịch thẩm định ngáo điên cùng bẻ. Chẳng là ông cũng một phe, nên ông cố sức một tay che trời, thao túng quyền lực để rồi làm ra những chuyện ngược đời với dân.
cánh diều không đáng đồng cân, nó thắng bằng với cái tầm của ông. Tâm đức ông đã về không, người dân đất Việt còn trông mong gì? Ông làm bộ trưởng lạ kỳ, lập trường biến thái là vì sao đây? Ông chồng người thật rất hay, bằng liều thuốc độc cho bầy trẻ thơ, để thực hiện được giấc mơ cho lũ đạo tặc chờ cờ phản dân. Một bộ trưởng thiếu lương tâm, nhân phẩm liêm sĩ về ấm mất rồi. Một bộ trưởng lúc đương thời, tiếng thơm nó đã rời về hư không. Là một bộ trưởng như ông, người dân đánh giá thật không ra gì. Ông nên từ chức ngay đi, để bộ trưởng mới hết lòng vì dân. Có nhiều đại biểu bất phân, làm ra những chuyện bất nhân trên đời. Phạm Phúc Quốc rõ ràng rồi, mua quốc tịch ship chờ thời trốn đi. Một kẻ tâm đức đã suy, quan tà này hắn đã đi sai đường. Có kẻ lợi dụng quan trường, sẵn đón kích động bất thường với dân, tạo ra những đợt sóng ngầm, tái tiếng đất nước ầm vang toàn cầu. Những phát ngôn quá thâm sâu, làm cả dân tộc thấy đau đớn lòng. Đây không biết tội hay công, của Dương Trung Quốc thấy không tỏ tường. Ông làm nhiều chuyện bất thường, mang đến tai họa không lường cho dân. Vụ việc ở xã Đồng Tâm chứng minh ông chẳng có tầm nhìn xa, giao lưu với bọn tà ma, vì ông mà đã xảy ra tương tàn. Để quân máu lạnh dã man, thiếu ba chiến sĩ công an dưới hầm. Những cái chết quá thương tâm, làm cho khắp nước người dân bùi ngùi. Nỗi đau xót thật khôn nguôi của một thảm kịch vừa rồi xảy ra. Đúng là lịch sử nước nhà, 38 chiến sĩ đều là công an, bị chúng khống chế bắt giam, kỷ cương phép nước Việt Nam đâu còn. Lê Đình Kình phải nhớ ơn, vì ông đòi hộ tiền cơm cho Kình. Ông thật là quá nhiệt tình, chân Kình bị gãy hiện tình ra sao? Do con cháu chúng xông vào là để đánh tháo cho tên Kình giả. Giặc có xô xát xảy ra, do bọn con cháu gây ra cho Kình. Ông là người quá vô tình, đổ thừa chiến sĩ của mình đánh dân. Trắng đen ông cũng bất phân, ông có nghệ thuật mị dân rất tài. Người dân phán xét không sai, mong ông đừng bỏ ngoài tai chuyện này. Tư tưởng ông đã đổi thay, nên Đồng Tâm mới có ngày hôm nay. Phát ngôn ông rất là hay, cho Trung Quốc tới hay là di dân? Một cái nhìn quá thừa tầm, hay đây là sự tả tâm của ngài, làm cho Bình Thuận họa tai vì bài phát biểu của ngài đấy sao? Biểu tình bạo động thế nào, gây ra thiệt hại biết bao tỷ đồng. Ông cần phải được ghi công, chép vào lịch sử của non sông này. Đồng Tâm đạo tặc sau đây, đại họa quả báo ập ngay tới rồi. Quân sư chẳng thấy phản hồi, để cứu những kẻ tội đồ này sao? Một quân sư giỏi cỡ nào, đến giờ lại phải bái chào quay lưng. Hết mọi mưu lược để dùng, cứu quân đạo tặc quá hung hãn này. Để cho bọn chúng giờ đây, thằng thì án tử, kẻ đầy trung thân. Công ông giúp đỡ Đồng Tâm, cuối cùng nó trở về ấm hết rồi. Ba cha con chúng qua đời, nhân quả cũng đã tới mời chúng đi. Báo ứng thật quá tức thì, cả đàn con cháu cùng đi vào tù. Hưởng báo nhiều cái mùa thu, vào tù suy ngẫm cái ngu trong đời.